Rồi, bạn lại chào mừng mọi người quay trở lại với Volleyball BCT. Xin giới thiệu với mọi người, trước mắt của chúng ta là trận đấu thứ hai. Trận đấu giữa thôn Đông Trinh Áo Trắng với Văn Hành Thái Nguyên và Quốc Dư thi đấu với thôn Tân Tiền Áo Xanh với số 7 Đa Văn Công, số 4 Lâm Văn Xanh và số 2 Nguyễn Văn Nam của Thể Công. Đây là trận đấu thứ hai. Ở trận đấu thứ nhất thì thôn Đông Trinh của anh Văn Hành đã vượt qua thôn Tân Tiền với tỷ số 25-19. Và đây là những diễn biến của trận đấu thứ hai. Hai đội sẽ thi đấu trong 3 hiệp thắng 2. Trận đấu thuộc giải bóng chuyền thôn xã Hòa Tiền, huyện Minh Hòa, tỉnh Quảng Bình. Chúc cho mọi người xem video vui vẻ, thì hãy cho em một chia sẻ và một đăng ký kênh mọi người nhé. Do ban tổ chức tiến hành thi đấu trên 2 sân cho nên rất khó khăn trong việc tác nghiệp giải đấu này. Em phải đi đi lại lại giữa 2 sân rất là nhiều vì em không có cổng tác viên, cho nên một mình xoay sở, cho nên dẫn đến việc có thể bị lỡ một vài điểm số của các set. Chính vì thế mong mọi người hết sức thông cảm và yêu mến mọi người nhé. Điểm số lúc này đang là 6-7 nghiêng về thôn Tân Tiên ở trận đấu thi đấu thứ hai. Tiền 91 ở trận đấu thứ hai. Bóng trên tay trắng, điểm bóng cho đội là 5-8. Thank you.
tập luyện bơi lội. Thank you.
Vâng, và như vậy là nó mới để cho trận 18-14 thì đã xin hồi ý rồi. Thank you.
này là xin chúc mừng thôn Đông Chính với bộ ba anh Văn Hành, Thái Nguyên và Quốc Dư. Họ đã có chiến thắng thứ hai ở giải đấu năm nay và chính thức lọt vào vòng bán kết. Xin chúc mừng đội tuyển thôn Đông Chính và cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trận đấu tiếp theo.